Hủ tục đáng sợ phổ biến thời nhà Thanh, người nghèo ký hợp đồng thuê vợ về sinh con. Địa vị thấp kém của phụ nữ trong thời cổ đại Trung Quốc đã nảy sinh nhiều hủ tục khó tin, trong đó có một hủ tục trong hôn nhân vô cùng tồi tệ, đó là tục hôn nhân giao dịch, bắt đầu từ thời nhà Hán và phát triển mạnh mẽ vào thời nhà Thanh. Mặc cho các triều đại sau này đã ban hành sắc lệnh cấm hình thức hôn nhân này, nhưng nó vẫn tồn tại. Hôn nhân giao dịch là một hủ tục méo mó. Nhiều người đàn ông lớn tuổi, tầng lớp đáy xã hội không đủ khả năng lấy vợ nên gia đình sẽ thuê vợ cho họ trong vòng 2 hoặc 3 năm. Những người phụ nữ hầu hết là các cô gái có hoàn cảnh khó khăn, chỉ mong lấy được một khoản tiền từ giao dịch này. Người vợ được thuê về sẽ có trách nhiệm sinh con cho gia đình mà thuê mình. Khi hết thời hạn được thuê, người vợ này sẽ trở về gia đình của mình. Ngay từ thời nhà Hán, do chiến tranh xảy ra thường xuyên, nam giới cày cuốc không đủ lương thực, phụ nữ quay tơ dệt vải không đủ làm màn, nhân dân đều là những người cơ cực và neo đơn, già yếu, quá bụa, chẳng thể lương tựa lẫn nhau. Vì cuộc sống thiếu thốn nên một số người bắt đầu bán vợ. Tuy không hoàn toàn giống kiểu hôn nhân giao dịch, thời gian sau nhưng vào thời điểm đó đã bắt đầu hình thành. Hiện tượng hôn nhân giao dịch đạt đến đỉnh cao vào thời nhà Thanh, chủ yếu là phong trào Thái Bình Thiên Quốc, nền kinh tế nông nghiệp của nhà Thanh bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh và dần dần sa sút. Các tầng lớp thượng lưu và hạ lưu của xã hội bị bao bọc bởi bốn bức tường, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, càng không nói đến chuyện lấy vợ, nên có rất nhiều chàng trai đã quá tuổi vẫn chưa kết hôn. Điều này khiến nhu cầu giao dịch hôn nhân càng có điều kiện phát triển. Hủ tục này diễn ra trên khắp Trung Quốc, thời điểm đó với nhiều tên gọi khác nhau nhưng đều mang một ý nghĩa là cho thuê vợ. Ở phía Bắc, hiện tượng tảo hôn đã lan rộng ở một số địa phương như Liêu Ninh, Cam Túc. Liêu Ninh gọi việc này là kết bạn tình và Cam Túc gọi là thuê vợ. Về sau, hôn nhân giao dịch như vậy đã phát triển thành một quy trình tương đối hoàn chỉnh. Bình thường sẽ thông qua mai mối, tìm hiểu, ký hợp đồng, thuê mướn và kết hôn. Quan trọng nhất là việc ký kết hợp đồng ghi rõ thời gian, tiền thuê và các vấn đề khác của người vợ sắp thuê, thời hạn trung bình từ 3 đến 5 năm và giá thuê được xác định theo độ tuổi của người phụ nữ và thời gian thuê. Những người thuê vợ sẽ đặt ra các điều kiện như phải có khả năng sinh sản, không được sống chung với chồng cũ trong thời gian làm thuê, không được về nhà chăm con trong hợp đồng. Trong luật của nhà Thanh, hộ luật hôn nhân quy định, bất cứ ai trả tiền thuê vợ hoặc thuê thiếp của người khác về làm của mình sẽ bị phạt 80 trượng. Người cho thuê cũng bị phạt tương đương. Người vợ cho thuê nếu còn là con gái thì được phép trở về tự do kết hôn, còn nếu đã kết hôn thì được trở về nhà chồng cũ. Toàn bộ số tiền bạc của cải trao đổi sẽ nộp về quốc khố. Những người không biết mà vẫn tiến hành thuê vợ cũng không thể tha, lập tức tiến hành ly hôn, sau đó truy hồi tiền bạc. Tuy nhiên, trong giới thiệu sơ lược về luật pháp và quy định của triều đại nhà Thanh, trong hôn nhân hộ gia đình lại giải thích thêm, những gia đình giàu có vẫn có thể thuê vợ hoặc thiếp của những người nghèo để làm nô tì, phục vụ trong gia đình. Pháp luật không hạn chế những việc như vậy. Việc này đồng nghĩa với chuyện, nếu gia đình giàu có thuê vợ hoặc thuê thiếp của gia đình khác nhằm mục đích lao động sẽ không bị phạt, miễn là có hợp đồng, nhà nước sẽ không soi xét thực tế có đúng như vậy hay không. Điều này cũng tương đương với việc chấp nhận thuê vợ, và cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến hiện tượng này trong thời nhà Thanh gia tăng chóng mặt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!